Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn khóa học trà sữa nhà làm công thức số 8 hay là bí quyết pha chế trà sữa số 8. Rồi mình sẽ cho 30g trà thái xanh. Rồi mình sẽ cho trà thái vào nồi trước nha các bạn. Rồi mình cho tiếp tục 350g bột sữa. Rồi 220g đường. Rồi 120g sữa đặc. Rồi sau đó mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào chung với trà thái ha. Rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi. Rồi đầu tiên mình sẽ đổ 500 trước. Rồi tiếp tục mình sẽ cho thêm 400. Rồi mình sẽ quậy đều một cái cho trà đều ha. Rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục bột sữa. Rồi mình khuấy đều lên. Rồi mình sẽ cho tiếp tục 120g đường cát. Rồi mình sẽ cho tiếp tục vào sữa đặc 120g. Rồi mình khuấy đều sản phẩm lên. Rồi sau đó mình đậy nắp lại. Mình sẽ ủ trong vòng 15 phút. Rồi sau khi mình đã ủ trà xong, rồi mình sẽ cho tất cả trà và nguyên liệu trực tiếp vào bình đánh trà sữa ha. Rồi mình đổ vô trực tiếp. Rồi xong. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 300g lá bì. Rồi mình đổ lá bì trực tiếp vào thùng đánh. Rồi mình đánh mạnh tay lên. Rồi sau đó mình đổ vào ca. Sau khi mình đổ vào bình sữa thì mình sẽ ủ từ 6 giờ tới 8 tiếng. Lúc đó mình uống mới ngon nha các bạn. Rồi. Rồi mình có thể là thử trước, rồi sau đó mình sẽ khi mình đã ủ xong mình sẽ uống lại thì coi cảm giác hai cái như thế nào. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào tiếp theo.